Sau hồi nào chuyện tình cảm, vợ Sắc Bình nhắn nhủ, em sẽ bước về phía trước. Mới đây, trên trang cá nhân doanh nhân Đào Lan Hương, vợ Sắc Bình đăng tải tấm hình cực thơ và kèm dòng chú thích. Gặp gỡ và trò chuyện với các anh chị em nghệ sĩ, cuộc đời ai cũng đầy thơ mà không thiếu bão tố phong ba, em sẽ bước đi về phía trước. Dòng chia sẻ của vợ Sắc Bình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Dưới bài viết, khán giả gửi lời động viên tới nữ doanh nhân như: hạnh phúc ở cuối con đường, người đẹp khung cảnh nên thơ, ủng hộ mẹ Hương, niềm vui hạnh phúc của người phụ nữ là được cho đi yêu thương. Em rất thông minh và xinh đẹp, chúc em sức khỏe và luôn vững vàng bình an nhé. Bùn ở dưới chân và nắng ở trên đầu, chúc chị sớm đi qua cơn sóng gió này nhé, luôn mạnh mẽ và xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Bạn quá bản lĩnh và tri thức, bạn là điểm sáng trong một thế giới đầy rẫy những điều tiêu cực. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúng ta sống ngoài bản năng, còn phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội và con cái. Nữ doanh nhân bộc bạch rằng cô không phải là người khơi mào mọi chuyện. Thời gian qua, dù hôn nhân trục trặc nhưng cô vẫn luôn âm thầm kín tiếng vì gia đình. Vợ Sắc Bình cho rằng nên chấp nhận hiện thực và tự hào về vết sẹo từ tổn thương trong quá khứ. Thời gian qua, câu chuyện tình cảm xoay quanh ba người Sắc Bình, Phương Oanh, chị Đào Lan Hương, vợ Sắc Bình khá ồn ào và nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, kể từ khi công khai chuyện tình cảm, trong khi Sắc Bình và Phương Oanh một mực khẳng định cả hai đến với nhau trong trạng thái độc thân, hoàn toàn hợp pháp, thì vợ Sắc Bình, chị Đào Lan Hương lại cho hay, vợ chồng chị vẫn chưa hề ra tòa ly hôn, hiện tại câu chuyện này vẫn đang là chủ đề dư luận quan tâm.